hôm bữa chạy bị người ta đụng đít á. Bữa đụng đâu quay đâu, quay không phải là đụng nào cũng quay đâu, tai nạn cũng quay đâu, không phải bị nhiễm quay đâu, phải bị nhiễm đâu. nên là giờ đang đợi ngày sửa nên là dán keo lại chạy đỡ cả nhà nó bung cái camera ra luôn, cứu thương cứu hỏa đồ tối luôn mà yếu mày đập đầu à, xong rồi ba xe liên tục luôn. Nó là đụng chiếc này nè cả nhà, chiếc thứ hai, chiếc Yến là chạy đầu tiên, xong rồi đang dừng lại, đang kẹt xe chạy mình chậm á, xong chiếc thứ hai nó tung rầm cái, xong rồi thêm cái đùng cái nữa là tại vì chiếc thứ ba nó tung cái chiếc thứ hai á, là nói chung là đụng ba xe nhưng mà không tung hết rồi. Từ ngày mua tới giờ bị tôi tung, lúc mà mới mua ra là chưa ra khỏi yên lời, chưa có biển số xe, chưa có gì hết, bị người ta không đứt, toàn bị không đứt không cả nhà. Ăn kem thôi. Hello cả nhà, xin chào cả nhà đã quay lại với kênh của Tấn Yến. Hôm nay là ngày trong tuần bạn Tấn ngủ quên, nay mới thứ tư à. Tấn ngủ quên nên là không có đi làm. Cho nên là bây giờ bạn Tấn chở bạn Yến đi mua đồ ăn giặt trong Costco. Hôm nay không phải là ngày đi chợ tại mua đồ cuối tuần rồi, nhưng mà tại vì mua kem mới mua bánh crumble về ăn cả nhà, bánh này ngon. Bánh giống như bánh lăng nhưng mà nó béo hơn bánh lăng. Kem sầu riêng đang sale quá cả nhà. Như 17 đồng sale xuống còn 13 đồng. Đó. Chỉ vậy rồi đi ra. Ăn cơm xong rồi. Ăn cơm tối rồi, cái gì ăn? Món gì đây? Bơ. Bơ bơ thôi à. Trời đi Costco bự lên cả nhà, nó hỏi chân nhiều đồ cho mày đó. Bộ nồi này xài good cả nhà, bữa Tấn có mua một bộ rồi. Hôm nay là cà phê Starbucks sale luôn à, đi để ý mấy cái giá là cả nhà, từ 19 đồng, 18.99 là cho 19 thì sale xuống còn 13 đồng rưỡi rồi. Tấn thích uống cà phê này nên mua. Bộ chảo này ngon. Bộ chảo này hồi xưa Tấn có mua rồi, sao 379 một bộ mà ngon cả nhà. Hi. Bộ chảo đã lắm, ở nhà bữa Tấn có mua một bộ rồi cả nhà. Nó dày, chảo chống dính. Nó một bộ như vậy là mấy cái rồi. Ủa anh, hôm bữa anh mua một bộ như vậy là mấy cái? 4 cái hả? 4 cái. 4 cái tùy 4 cái 3 nắp. Cái ba nắp tùy theo to nhỏ đó cả nhà. Chảo là ok. Hôm bữa thì Yến có đi mua vô đây nè, mua hoa đem ra Đức Mẹ cả nhà, hoa với nước, hoa đây cũng đẹp lắm, vô tiện thể mua luôn. Trời, xong thi xong mặt Yến á hả, mụn quá trời luôn, mụn mùi mập. Kem hôm bữa cái bánh này Yến có giới thiệu với cả nhà clip trước rồi. Kem sầu riêng thì cũng rất là ngon. Quý mới coi hình đó, Quý mới coi hình, Quý nói sao Quý mập quá. Dầu Quý đẩy vai cái này ngon. Cái này ăn ngon chứ không hả? Mập nha cả nhà, béo. Mua xong rồi cả nhà ơi, hai hộp kem, mấy bánh với lại cà phê. Bây giờ đi ra quên rồi, giỡn dữ quá quên rồi ship luôn. Cái ông đó ông phải chạy theo ông dí, theo ông đưa. Không có được ship đâu ra cửa được. Đây là chiếc xe của Yến này cả nhà, tâm bầm rồi. Hôm bữa chạy bị người ta đụng đít á. Bữa đụng đâu quay đâu. Quay không phải là đụng nào cũng quay đâu, tai nạn cũng quay đâu, không phải đụng nào quay đâu, phải bị nhiễm đâu. nên là giờ đang đợi ngày sửa nên là dán keo lại chạy đỡ cả nhà, nó bung cái camera ra luôn, cái backup camera nó bung ra rồi, nó cái đít xe nó móc vô, cái chân xe nó móc vô, tại cái xe kia cao quá cả nhà,
cho đứa xe nó hưởng hết đợt, nó đụng 3 chiếc luôn. Xe cứu thương tới luôn. Cứu thương, cứu hỏa đồ tới luôn à. Yếu bị đập đầu. À, xong rồi ba xe liên tục luôn. Nó là đụng chiếc này nè cả nhà. Chiếc thứ hai, chiếc Yến là chạy đầu tiên. Xong rồi đang dừng lại, đang kẹt xe chạy mình chậm á, xong chiếc thứ hai nó tung cái rầm cái. Xong rồi thêm cái đùng cái nữa là tại vì chiếc thứ ba nó tung với chiếc thứ hai á, là nói chung là đụng ba xe á, cảnh sát tao quá trời luôn. Tông xong đợt đó may đi ông Tấn giờ đi mình chắc hồn hết hồn luôn, cái nhà bị hoảng á. Tông xe đẩy vô đổi rồi. Mà mỗi lần đụng xe xong chạy yếu tao lái luôn cả nhà. Yếu luôn. Ừ. Tôi chạy với bạn tôi chạy rồi. Hôm đó là may là ổng chạy với Tông. Tông xe mà cái xe này ngộ lắm. Từ ngày mua tới giờ bị tôn Tông, lúc mà mới mua ra là chưa, vừa ra khỏi dealer chưa có biển số xe, chưa có gì hết là nó đã bị đụng, bị người ta không đích, toàn bị không đích không cả nhà. Ồ. Bây giờ về cất kem cả nhà. Rồi mới đi mua khác. Mà bữa đụng xe trong cái rủi là có cái may á cả nhà. Tại hơn là Yến Tấn không bị hết. Tại trong thời gian đó Yến đang đi học, đang giữa mùa, đang mùa thi nữa. Cái bị cái cũng không biết làm sao luôn cả nhà. Mà hơn là lúc đó ơn Chúa không có bị gì hết. Nên là chỉ có là bị hư xe vậy thôi. Còn ngoài ra Yến Tấn không bị nặng hết. Nói chung là trong cái rủi là có cái may. Bị lúc đó mới mùa học đầu tiên luôn cả nhà, áp lực đội dữ lắm, rồi thêm exam rồi tùm lum hết cả nhà. Cái là hên lúc đó không bị hết, nên là không có gì bị gián đoạn lại hết. Ơn Chúa. Trời, ghé chợ mua bưởi mà nó hôm nó đóng rồi cả nhà, mới gần 8 giờ học đóng cửa rồi. Tại vì bưởi chợ này đóng trễ nhất, chợ Thường Phát là đóng 9 giờ mới đóng. Bưởi ngon cả nhà. Hôm bữa mua trong chùa rồi, nhưng mà giờ chùa hết bán rồi, hết mùa rồi đó. Giờ còn chợ này có nên là mua. Hôm bữa Yến mua rồi, mua đâu 15 trái. Về mẹ hỏi mua bữa giống như mua đi tỉ thang vậy trời. Mua nhiều quá giống như đi buôn bưởi luôn á cả nhà. Ở nhà vẫn còn mà muốn mua để dành ăn cả nhà. Tại bữa để lâu đâu hơn, để nó ngọt mà. Bây giờ hết rồi, đóng rồi. Để bữa sau ra mua. Cả nhà ai muốn ăn bưởi ngọt, bữa bánh tre ra đây nè. Ngon á. Đúng rồi, thường là 9 giờ. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà ở video lần tới. Đang lái xe nha. Hẹn cả nhà ở video lần tới cho cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Tại bây giờ Yến đang còn nghỉ hè được 3 tuần á. Quay clip làm clip cho cả nhà xem, từ lâu rồi mới quay lại. Nhưng mà cả nhà nhớ ba vợ vẫn ủng hộ gia đình Tuấn Yến nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Hay. Sao anh nhái em dữ vậy? Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Hẹn cả nhà với ơn tới. Ông nội nó nhái mình.